những điều ước của Hương luôn được thực hiện trong năm 2024. Chị 2024 rực rỡ. Cảm ơn cả nhà. Be the sun, be the star. Thank you all. Đôi mặt kia kia sẽ khởi gọi. Đâu đâu, cho dỗ cho quen đi. Trời ơi, nhiều món quá. Em sẽ cắt vào đây đi, tình yêu ngập tràn. Đây à? Ừ. Cắt ở dưới này là khoai lang. Đúng rồi, cắt khoai lang. Khoai lang sâm. Một món của bà ngoại bơ tài trợ. Ngày 3 tháng 1, 29 tuổi đúng không? Vâng. Ôi trời ơi. Đây không? Em người ăn bánh ngay cả đời, cả đời, cả đời. Đây là kem chuối á. Kem mình sẽ cắt như thế nào? Cắt đại diện nhé. Cắt đại diện. Một phát chiếc cây thẳng tắp nhé. Rồi. Ôi, tình yêu ngập tràn nào. Đấy, khai đao nào.